Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 292. Một câu rất quan trọng nhắc nhở tất cả những người học Phật Pháp của chúng ta. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Câu này là câu mà thầy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dẫn dắt Ngài đi vào đạo. Mà câu này cũng là câu mà tất cả chúng ta phải cảnh tỉnh mình. Từ khi nghe được Phật Pháp là chúng ta không nên khổ nữa. Cuộc đời này nó đã quá nhiều cái khổ, là do mình mê hoặc điên đảo mà mình đi khổ. Bây giờ mình là người nghe được Phật Pháp rồi, không nên sống khổ nữa nhé. Nếu như mỗi ngày mình sống mà tâm tư nặng nề, buồn khổ, đã là cái nhân như vậy thì cái quả chắc chắn là tam đồ ác đạo. Dù quý vị lo những việc lợi ích đi chăng, nhưng mà để quý vị buồn khổ thì đây vẫn là quả khổ. Nên mỗi một người nghe Phật Pháp của chúng ta là mình phải luôn luôn tùy duyên. Chúng ta chỉ cần chân thật, nhiệt tình, hết lòng làm những việc lợi ích trong cuộc đời, sống có ý nghĩa và tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mỗi ngày mình nên sống lạc quan, sống vui vẻ để làm tấm gương cho người thấy mình là người ta muốn học Phật. Vì sao? Vì học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ được cái nội tâm an lạc. Hưởng thụ được cái nhìn vô thường của cuộc đời. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng đi vào cái việc già, bệnh và chết. Hiểu được nguyên lý này rồi chúng ta đi khổ làm chi nữa. Nên sống một ngày, sống đặc biệt một ngày. Sống một ngày, sống vui một ngày. Sống lúc nào cũng có niềm vui. Vì mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà nhất định sẽ rước mình đi về thế giới cực lạc. Mình được về một quốc độ cực kỳ tốt đẹp, an vui. Vừa nghĩ như vậy thì tức khắc trong lòng mình nở nụ cười liền. Dù mình có cái khổ gì ở cái cuộc đời này thì mình cũng nghĩ Phật A Di Đà sẽ rước mình về cực lạc, vì mình là người niệm Phật. Mình muốn di dân đến thế giới cực lạc, mình muốn đến quốc độ an vui tự tại. Mình luôn luôn nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc. Nên cuộc đời mình từ hôm nay không có gì khổ nữa cả, phải nhớ. Nên có một đoạn mà chư tổ nhắc nhở những người không có năng lực, không làm được việc gì trong cuộc đời, hay là làm được việc gì trong cuộc đời, cũng nên niệm Phật. Nếu là người ngu si đần độn, không có được bất kỳ khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật. Như Dương Đầu Ngốc, ngốc nghếch, trong chuyện ghi chép rằng đi tiểu không biết tránh người. Cầm tiền không biết mua đồ ăn. Ngốc đến mức gì? Được một vị thầy dẫn về dạy niệm Phật thôi. Bắt quét nhà rồi cứ niệm Phật. Một câu ai với đạo Phật mà còn quên hoài.
Nhưng mà người thầy kiên nhẫn dạy cho niệm Phật, vừa quét nhà vừa cứ niệm Phật, vừa quét nhà vừa cứ niệm Phật. Tối lại thì bắt lại Phật, dương đầu ngóc ban đầu một câu Phật hiệu mà còn quên hoài, nhưng thầy kiên nhẫn dạy, từ từ thì càng niệm càng quen, càng niệm càng siêng. Đến một ngày nọ dương đầu ngốc phát cười lên một tiếng. Người thầy tưởng đâu dương đầu ngốc lười biếng không chịu niệm Phật, định cầm cây ra đánh, thì dương đầu ngốc nói: hôm nay thầy không được đánh con, suốt mấy năm nay thầy dạy con niệm Phật nhưng thầy lại không niệm Phật. Con thì chân thật niệm Phật, còn mấy ngày nữa Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cực lạc rồi, thầy ở lại cố gắng niệm Phật. Đúng ngày giờ như vậy thì dương đầu ngốc đứng mà giảng sanh. Chỉ có một câu Phật hiệu giúp cho một người ngốc nghếch mà thành tựu được con đường giải thoát. Còn có một người này bị bệnh cà lâm, nói chuyện ngọng nghịu, nhà nghèo vô cùng, đi làm công cho người ta. Đến ngay cái gia đình biết niệm Phật, ông cũng niệm Phật theo. Càng niệm thì ông lại càng siêng năng niệm Phật. Chỉ có một câu Phật hiệu không biết gì thêm, chỉ biết niệm Phật thôi. Thì một đêm nọ ông đang ngủ, tự nhiên thấy có người nắm cái lưỡi ông kéo thiệt là mạnh, đau vô cùng đau. Khi tỉnh dậy thì ông hết ngọng. Từ đó về sau ông càng siêng niệm Phật. Cuối cùng ông biết ngày giờ giảng sanh và giảng sanh tự tại. Rất nhiều câu chuyện người nghèo, người khổ, người khờ niệm Phật thành tựu. Như câu chuyện như Đức thường kể, một con người nghèo khổ vô cùng mà con lại bất hiếu nữa chứ, và than thở đi đến ngôi chùa gặp một vị thầy than thở cuộc đời của bà quá khổ đau, chán chường vô cùng, nghèo khổ mà còn gặp con ngỗ nghịch, sanh con nuôi con không lớn, con lớn không lại chửi mắng làm bà quá buồn khổ. Người thầy nói rằng chỉ bà cách bán khổ, bà lắng tai nghe. Người thầy dạy bà niệm một câu A Di Đà Phật: từ hôm nay nhớ niệm Phật đi, đừng nhớ những việc đó nữa. Chụm lửa cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, quét nhà cũng niệm Phật, cho heo ăn, cho gà ăn, làm việc gì cũng nên niệm Phật. Dạy một lần bà chăng thật biết nghe lời, siêng năng niệm Phật. Bà niệm Phật chân thật, cuối cùng biết ngày giờ giảng sanh. Bà chân thật niệm Phật, bán sạch cái khổ của đời này và vô lượng kiếp luôn. Bà về thế giới cực lạc làm Phật. Nên tất cả mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này gặp pháp môn niệm Phật, thì từ hôm nay chúng ta đừng khổ nữa. Vì sao? Vì chúng ta đã gặp được cái pháp giải thoát rồi. Đây là cơ hội đặc thù mà đời này của chúng ta có thể giải quyết được vấn đề khổ đau của đời này và vô lượng kiếp, và nghiệp duyên gì cũng giải quyết trong một đời này là xong. Nếu như chân thật tín nguyện niệm Phật, niệm cả đời không thay đổi, thì chắc chắn rằng chúng ta có phần về thế giới cực lạc. Phải tin chỗ này 100% và siêng năng niệm Phật quý vị. Toàn tâm toàn ý chỉ niệm Phật. Nên người giàu sang, người nghèo hèn, người khỏe mạnh hay người bệnh hoạn, người có danh hay không có danh, hạng người nào thì tổ sư cũng khuyên nên niệm Phật. Tại vì sống trong cuộc đời này được bao nhiêu thời gian mà không niệm Phật, không chịu dùng thời gian của cái cuộc đời này để chí thành niệm Phật,
Dù cái khổ đau gì trong cuộc đời này cũng là vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta cứ nghĩ cái khổ đau trong cuộc đời này quá ngắn ngủi, còn nếu chịu cái khổ đau trong tam đồ thì quá dài. Nên siêng năng niệm Phật. Người trẻ, người già gì cũng nên siêng năng niệm Phật. Người cư sĩ hay người tại gia gì, xuất gia gì cũng nên niệm Phật. Người có bầu hay không có bầu gì cũng nên niệm Phật. Có chồng hay không có chồng gì cũng niệm Phật. Có vợ hay không có vợ gì cũng nên niệm Phật. Vì gặp pháp môn niệm Phật là gặp báu vật vô giá. Nên chân thật mà niệm Phật. Chúng ta ngoài xã hội cuộc đời nhìn bao nhiêu người giàu sang, nhưng họ luôn luôn làm nô lệ cho vật chất, không có ngày để nghỉ ngơi, bận tâm bù đầu bù cổ quý vị coi. Rồi nhiều nước trên thế giới dù là phát triển kinh tế cỡ nào, nhưng cái việc làm của họ không có thời gian nghỉ ngơi. Có những đất nước như nước Nhật làm việc nó tính đến cái mức mà phải ngủ tại chỗ làm luôn, không có mất thời gian phải đi về, rút toàn bộ thời gian của con người lại để làm việc. Cuộc sống càng ngày càng phát triển, kinh tế càng ngày càng phát triển, thì loài người chúng ta trở thành một bộ máy làm việc. Hưởng được cái sự phát triển của xã hội mà con người trở thành bộ máy, một công cụ để mà tạo ra vật chất, để sống trong vật chất, để khổ đau cả đời, không có ngày nghỉ ngơi. Cả đời có người làm việc như vậy, rồi cuối cuộc đời tuổi già thì vào viện dưỡng lão ở. Từ nơi đó mà chúng ta được gặp Phật Pháp, được ở trong ngôi Tam Bảo, hoặc là hàng Phật tử ngoài đời mỗi ngày được nghe Phật Pháp như vậy và niệm Phật, đây là đại phước báo nhân duyên quý vị à. Nên những đức nói rằng các cụ trong chùa mình là đại phước. Các cụ mỗi ngày được động viên niệm Phật, không cần bận tâm lo âu, không cần để dành tiền dưỡng già dưỡng bệnh gì cả, luôn luôn là chỉ niệm Phật, không có gì cả, chỉ có niệm Phật, thì cái chuyện mà để thành tựu con đường giảng sanh rất dễ dàng. Nên những đức cũng thường khuyên hàng Phật tử cố gắng niệm Phật quý vị. Không được giải đãi, không được bê tha. Gia đình có ngôi Tam Bảo, hai thời khóa tu, cố gắng duy trì. Mỗi ngày đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, nhớ chiếc máy V52 nghe Pháp. Toàn là những phương tiện đặc biệt để nhắc nhở chúng ta niệm Phật. Không nên giải đãi. Siêng năng tu phước tu duyên, đặt máy nghe Pháp tặng người. Cuộc đời con người đến thế gian này, sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Chân thật làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời đi. Đừng đợi đến chết rồi hối hận. Hối hận mình đi đến thế gian này không làm được gì. Có nhiều bà cụ già như Đức ngồi nói chuyện các cụ, các cụ nói câu rằng gặp Phật Pháp trễ quá, tuổi già không làm được gì hết. Gặp những người trẻ đi tu sớm, ước ao gì thời gian quay trở lại mình còn trẻ, mình cũng sẽ học Phật Pháp sớm. Nên mỗi một con người chúng ta nên nắm bắt được cái cơ hội tu phước tu duyên, và còn khỏe mà gặp được Phật Pháp. Từ người xuất gia cho tới hàng cư sĩ, nên chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Còn có 13 ngày nữa là chúng ta đảnh lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Hàng Phật tử khắp nơi nơi chuẩn bị rồi đó. Tất cả những vị trưởng đoàn sắp xếp chuẩn bị đi. Nhớ những đức nhắc với hổm giờ nhiều lần, những người đi chung với mình, hỏi tất cả những người đó cơ hội để thỉnh bộ Tam Thánh về làm bàn thờ. Tới 1000 bộ nên gia đình chuẩn bị bàn thờ hết đi. Chuẩn bị đi quý vị. Tâm cung kính, tâm chân thật chuẩn bị đi. Khi thỉnh tượng Phật đem về thì tôn tượng lên liền trên bàn thờ. Dù là nửa đêm về tới nhà đi chăng nữa cũng tôn tượng lên liền. Đây là tâm thành kính. Tâm thành kính. Người thật sự cung kính,
tôn tượng lên trong lòng mừng vui vô cùng. Dù chưa thỉnh bộ tượng Phật nhưng mà đã làm bàn thờ sẵn, trang trí lư hương rồi, bát nhang rồi, hai bên chung nước gì hai bên, hoa quả chuẩn bị sẵn hết, chuẩn bị sẵn hết. Thỉnh tượng về là tôn tượng nó liền bằng tâm thành kính chân thật. Tâm này nè quý vị mới tâm đặc biệt đó. Tới 1000 bộ tượng, tất cả những vị đoàn xa vừa đến là gặp ban tổ chức, những đức thông báo này kia là phát phiếu liền, thỉnh tượng để lên xe liền. Trong vòng thời gian 4 ngày sắp xếp cho tiện lợi, đừng gom lại một lúc quá nhiều. Thỉnh được một lần là chọn bộ tam thánh. Trong lòng những đức rất là vui khi làm tượng Phật tặng cho quý vị Phật tử, đem về thờ và chỉ dẫn thờ khóa tu hai thờ. Mỗi một chiếc máy nghe pháp V52 này vừa nghe pháp được mà vừa có thờ khóa tu trong đây luôn. Quý vị coi cái tấm giấy trong chiếc máy này, số mấy là thờ khóa tu, điều niệm Phật sao sao, có sẵn hết trong chiếc máy V52 này luôn. Chỉ cần bấm theo cái số, quý vị nghe pháp, ví dụ như bài 155, rồi quý vị nhớ khi mà trở lại để mà mình tu, thờ khóa tu, thì mình bấm con số nào mình nhìn trong giấy đó, đó. Rồi mình tu xong rồi mình muốn nghe pháp bài 156 thì bấm số 156, nhảy ngay cái bài pháp mới liền. Rất tiện, tiện lợi vô cùng. Và tặng người nên chỉ dạy người đó ra, vừa tu được mà vừa nghe pháp được. Một chiếc máy nghe pháp nhỏ vậy thôi mà sử dụng đặc biệt như vậy. Nên tất cả những vị trưởng đoàn nên chỉ người ta. Chuyến này chúng ta lâu lâu có dịp đi đến đây, ví dụ như ở Đắk Lắk, ở phương xa, ở tỉnh thành xa xa, có dịp đi đến đây lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Tất cả chúng ta vừa đến chùa, vừa thỉnh tượng Phật, chị em nào thỉnh rồi thầy tặng máy niệm Phật nữa, nhưng mà mình nên đặt thêm máy nghe pháp, máy niệm Phật này kia. Cơ hội lâu lâu có dịp đi đến đây một lần. Lâu lâu đi đến đây một lần. Những đức tặng mỗi người một chiếc máy niệm Phật đeo cổ này, và thêm một chiếc máy bấm số để chung trong cái bọc luôn. Chuyến đi này vừa thỉnh tượng Phật, gia đình chưa có thỉnh, những người nào muốn thờ rủ đi chuyến đi này, quý vị nên có tâm thành ý một chút để thỉnh tượng Phật. Rồi thêm những đức tặng máy niệm Phật và thêm máy bấm số để chung trong bọc luôn. Chân thật cung kính tặng cho quý vị, để là trang bị cho gia đình của mình. Những đức mong làm sao mỗi một gia đình đều có thờ ngôi Tam Bảo, đều có thờ khóa tu sáng tối. Dù cho có những kiếp nạn như những chặng dịch bệnh này kia, ở nhà vẫn tu được, có thờ khóa tu, nghe pháp được mỗi ngày để động viên mình, an tâm mình. Đây là chỗ đặc biệt để đem Phật pháp cắm từng nhà, tuyệt vời vô cùng. Một chiếc máy nghe pháp, một chiếc máy niệm Phật như vậy, đi làm ruộng rẫy, đi buôn bán gì cũng nghe được. Để xe đẩy đi bán đồ, hay là làm việc gì cũng để bên cạnh để nghe được pháp, hoặc là bật niệm Phật, đeo cổ gì lúc nào cũng nghe được niệm Phật. Thiệt tình phương tiện quá hay, quá đặc biệt quý vị à, tuyệt vời vô cùng. Có những người nghèo khổ, tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp như vậy thôi, như vậy mà có khi giải quyết được vấn đề khổ đau cho người ta. Nên chân thật làm những việc này. Phật pháp là phương pháp chỉ dạy cho người ta, dẫn người ta đi tu, nhắc nhở người ta có cơ hội đi đến chùa. Ngày lễ lọc đông như người như vậy, từ tiền bạc, đeo trang sức vàng để ở nhà,
Còn tiền nào cúng dường đi đến chùa cúng dường liền. Đặt máy nghe pháp thì đặt liền, cầm máy nghe pháp để lên ngay chỗ ngồi của mình, hay là nhờ ghi tên vô cái bọc máy nghe pháp, máy niệm Phật, ghi tên mình rồi đem lên xe để. Quá đông người, tượng Phật đồ thỉnh, đem để lên xe đàng hoàng đâu vào đó hết. Có nghĩa là sắp xếp cho gọn vô cùng cái chuyến đi của mình. Người trưởng đoàn phải nhạy bén chỉ dạy người ta khi người ta mới đi đến chùa. Điện thoại này kia đồ, nếu như có những người cầm theo phải nói với người ta, phải tự bảo quản cho đàng hoàng, không được sạc pin mà ghim để thí để đài. Vì rất là đông người quý vị, đến chỗ đông người mà. Nên mình là người trưởng đoàn có trách nhiệm để chỉ dạy người ta cho đàng hoàng. Phải nhớ những điều này, những đức nhắc nhở cho tất cả những vị trưởng đoàn. Hay quý vị đi bất cứ nơi nào, quý vị cũng nên là người trưởng đoàn để nhắc nhở những người đi chung. Mình tỉ mỉ mình nhắc nhở như vậy, mình mà có tâm nhắc nhở như vậy thì mình là người trưởng đoàn đặc biệt, duyên phước dày dẫn người đi đông. Những đức nói đây là cơ hội đặc biệt để tu phước tu duyên. 4 ngày miên mật tu, có đủ sức để tu. Những đức điều tiết cho quý vị rất nhẹ nhàng. Nguyện Tam Bảo gia hộ, 4 ngày chúng ta tổ chức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mọi điều suôn sẻ, nắng ráo, để tất cả hàng Phật tử tiện bề đi đến đây để tu học. Đây là cơ hội đặc biệt mà quý vị. Đó nên tất cả những vị trưởng đoàn nên hưng khởi tâm để dẫn dắt người đi tu. Cuộc đời có người quý vị à, chỉ có gặp được Phật Pháp chúng ta mới giải quyết được cái khổ trong cuộc đời. Nên như Đức thường nói rằng Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Phật Pháp đã cho mình cơ hội được sống, và sống đặc biệt, sống vui. Nên những Đức nói chúng ta từ hôm nay gặp được Phật Pháp, chúng ta không còn khổ nữa quý vị. Không còn khổ nữa. Khổ làm chi nữa? Khóc làm chi nữa? Có giải quyết được vấn đề không? Không. Vui vẻ hoan hỷ mới giải quyết được vấn đề khổ đau. Người niệm A Di Đà Phật là người vui vẻ, người hoan hỷ. Người niệm A Di Đà Phật là tâm lượng mở rộng ra, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Ý nghĩa lớn nhất là đem Phật Pháp giới thiệu. Ý nghĩa lớn nhất là hộ trì Tam Bảo. Bằng cách nào? Chăn thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Chùa của mình tương lai càng ngày càng đông người. Ở đây mà phần nhiều là người già, người trẻ, hạng người nào chăn thật niệm Phật đều được ở trong chùa. Tại vì ngôi chùa mới tương lai sẽ nhận người rất là nhiều. Nhận người rất là nhiều. Như hồi trưa những đức gặp những người già miền ngoài vô 4-5 người đến xin những đức được ở trong chùa. Những đức nói cố gắng niệm Phật, lúc nào làm giấy thì làm giấy thường trụ cho các cụ. Tự nhiên những đức gặp Phật Pháp, bây giờ những đức lại làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời nên vô cùng mừng. Nên những đức khuyên tất cả những người già khắp nơi nơi đừng đợi tới yếu hoàn toàn nó đi vô đây. Có khi trong đây không thể nào nhận được. Bây giờ mình lớn tuổi mà mình còn khỏe đi tới đi lui được nên vô sớm đi. Dù là 2-3 năm sau mình yếu đi chăng nữa, mình cũng đã có cái tùng được 2-3 năm ở trong chùa mình niệm Phật rồi. Cái đà đó những đức tiện bề lo đi quý vị. Chứ nếu như mà đem một người yếu hoàn toàn đi vô đây, chùa mình không nhận được, quý vị nhớ. Nhận như vậy thì thua rồi. Ít gì vì cũng có thời gian được tu, thời gian được nghe những đức nói chuyện rõ ràng, thời gian được tiếp nhận tinh độ. Còn chờ tới hết xíu quách vô đây thì sao được quý vị, hiểu không? Nên cả đời những đức sẽ cố gắng, nếu thật sự mình có duyên để làm những việc này thì cả đời làm, càng làm càng thích thú. Nuôi người già, nuôi con người niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc. Nên ai là người chân thật phát tâm, chúng ta cùng chung tay, nhiệt tình chung tay để làm những việc ý nghĩa này trong cuộc đời mình. Việc này là ý nghĩa nhất trong cuộc đời quý vị à. Ý nghĩa nhất trong cuộc đời rồi đó. Nên mỗi lần gặp các anh em huynh đệ, những điều động viên cái việc làm ý nghĩa này nên chân thật mà làm đi. Việc làm này quá ý nghĩa mà. Như chùa mình mỗi tuần chủ nhật Phật tử người ta về ào ào, bây giờ mỗi tuần hơn 2.000 người.
khắp nơi nơi người ta về, từ người xuất gia tới hàng cư sĩ. Từng nào mình cũng mục tiêu nói chuyện là gì? Khuyên người niệm Phật. Nên tổ sư khuyên rằng, nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu như mình nghĩ nhiều quá, muốn đạt được cái pháp tu thiền, tu mật tông thì khó lắm. Vì vọng tưởng mình quá nhiều. Tại sao có người mình không nghĩ ai với đạo Phật? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nên công đoạn này tổ sư nói rằng, nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật. Như triệt ngộ thiền sư, triệt ngộ rồi mà ngài dẫn niệm Phật và khuyên người niệm Phật, thật gì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Triệt ngộ rồi dẫn khuyên người niệm Phật, ngài niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn đại sư ngẫu ích đạt tới đại ngộ, nhưng khi ngài bị bệnh thì không giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài coi sách của đại sư Liên Trì và ngài niệm Phật, ngài nói một câu rằng, lúc này ngài niệm Phật thì một vạn con trâu kéo ngài kéo cũng không nổi, toàn là những bậc tu thiền đạt đến đại ngộ. Cuối cùng các ngài vẫn quy hướng niệm Phật là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Tổ sư của Tịnh Độ Tông phần nhiều là những vị tu các pháp khác đạt đến đại ngộ, triệt ngộ. Các ngài đều quy hướng niệm Phật và khuyên người niệm Phật. Chúng ta là ai mà không niệm Phật? Nên ngài Bá Trượng Thiền Sư, đồ tôn của Lục Tổ, ngài nói rằng tu Tịnh Độ là pháp tu vững vàng nhất. Chúng ta so sánh được như các ngài hay không mà không niệm Phật? Chúng ta đạt được trình độ gì mà không niệm Phật? Các ngài bỏ ra thời gian bao nhiêu chục năm trong Phật Pháp, lãnh ngộ hiểu biết rất nhiều, cuối cùng các ngài còn niệm Phật. Chúng ta là ai mà không niệm Phật? Nên chân thật niệm Phật đi quý vị. Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật. Dù quý vị có lên chờ đi chăng nữa, tuổi thọ có dài, nhưng cũng đâu có thể nào tính con cái số lượng vô lượng được. Còn về cực lạc là tuổi thọ vô lượng, không thể nào tính lường. Nếu thật sự muốn hoàn toàn giải thoát thì tại sao không niệm Phật cầu sanh cực lạc đi? Dù có lên chờ cuối cùng cũng rớt lại, chỉ có gì cực lạc là Bồ Tát bắt thói chuyện. Nên tổ sư khuyên những người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó cũng nên niệm Phật đi. Tất cả hạng người nên niệm Phật, hướng về thế giới cực lạc, thân cận Phật A Di Đà, thì tiến thẳng đến vả vị Phật, giải thoát hoàn toàn. Nên chúng ta nghe như vậy rồi, trong lòng hưng khò khở và ngưỡng mộ Tịnh Độ vô cùng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa, hàng Phật tử khắp nơi, mỗi ngày được niệm Phật nghe như vậy không còn buồn khổ gì nữa hết. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, lúc nào Phật A Di Đà đến trước thì đi về thế giới cực lạc. Trong mọi hoàn cảnh nào cũng nên niệm Phật, mọi hoàn cảnh nào cũng nên có nụ cười và có niềm vui. Chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về Tịnh Độ.